Rồi, lên lại mặt nạ logo chi tiết cho các bạn nha. Logo nè, logo nè, đây là logo hàng mới trong bịch nha các bạn. Logo hàng mới trong bịch. Rồi mặt nạ, mặt nạ hàng mới trong bịch. Đó. Bây giờ là anh em có thể mua lẻ logo, mua lẻ mặt nạ hoặc là mua lẻ logo nha. Logo hiện tại thì bên mình chỉ có dòng logo dành cho 86 nè, với lại custom. Đó là nó có sọc, nó có số nè. Có đầy đủ 50, 70, 90. Rồi cái này là 81. Thì riêng 81 này bên mình chỉ có 50 thôi các bạn. Chỉ có số 50 thôi. Còn số 70 với 90, 81, 70 với 90 là không có hàng nha các bạn. Đó. 70 với 90 là hơi hiếm. Đó, đây là hai cái mặt nạ mình đã gắn sẵn. Mặt nạ là mặt nạ zin mới trong bịch, còn logo là tháo xe. Thằng 81 này là logo tháo xe các bạn. Còn cái mặt nạ này thì mặt nạ trong bịch, còn cái logo này là logo mới trong bịch luôn. Đó. Còn đây là mặt nạ đơn dành cho các bạn mua riêng mặt nạ thì bán mặt nạ các bạn. Rồi anh em mua riêng logo thì bán logo, mà mua riêng cái tem dán cũng bán cái tem dán luôn nha. Đó, này là logo mới trong bịch nha. Cái này là dành cho đời cúp nổi hoặc là 86 từ đời 92 trở đi thì nó sẽ xài cái logo này nha các bạn. Đối với hàng tháo xe thì cái logo này, cái phần xi nóc này nè, nó sẽ đen hết, nó không còn đẹp nữa, mà bắt buộc mình phải xài cái hàng trong bịch thì nó mới đẹp được các bạn. Đó là bắt buộc rồi. Đối với cái logo á, này đối với cái logo hàng mới trong bịch á, thì khi chúng ta gắn cái logo này vào mặt nạ thì bắt buộc chúng ta sẽ khoan lại cái lỗ nha các bạn. Tại vì nó làm cái chân của thằng này nó sẽ cao. Còn đối với mà cái chân của thằng này là cái chân nó sẽ dài, cái chân nó dài tới đây. Cái thằng logo này là nó nằm ngay chỗ cái chấm tròn này các bạn. Đó. Thì mặt nạ mình sẽ khoan trước lỗ cho anh em luôn. Đó, ví dụ như thằng này thì nó sẽ vừa vô cái lỗ đây. Đó, đấy. Đây. Nó vừa vô cái lỗ dưới. Đó, thậm chí ring nó để cái lỗ rất là rộng rồi, mình gắn nó thoải mái luôn. Đó, nhưng mà mình khoan lại thì mình khoan nó vừa xích luôn. Đây, dầu như ngắn là mình cái lỗ đây, cái lỗ ring thì nó đúng, còn cái lỗ đây thì nó hụt, khoan lại cái lỗ đây các bạn. Đó, khoan sẵn cho anh em luôn, về anh em gắn thôi. Nếu mà anh em mua cái mặt nạ là mình sẽ khoan sẵn cho anh em và anh em gắn thôi. Đó, rất là đẹp nha các bạn. Rồi các bạn là có nhu cầu mua logo hoặc là mặt nạ của xe cấp thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện cho căn nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Cảm ơn tất cả các bạn.